Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về con cóc. Cóc là một loài động vật lưỡng cư thuộc họ Buffonidae, nổi bật với vẻ ngoài đặc trưng và các tập tính sinh học độc đáo. Dưới đây là một số thông tin cơ bản và đặc điểm nhận biết về loài cóc. Đặc điểm hình thể, cơ thể, cơ thể cóc ngắn và mập, da sần sùi với nhiều u nhọt. Da của cóc thường có màu nâu, xám hoặc xanh lá cây, giúp chúng ngụy trang trong môi trường tự nhiên. Kích thước, cóc có kích thước trung bình, thường từ 5 đến 15 cm. Trọng lượng của cóc thường từ vài chục gam đến hơn 100 gam, tùy thuộc vào loài và tuổi tác. Mắt và miệng. Mắt cóc lớn và lồi, có màng nháy để bảo vệ mắt dưới nước. Miệng rộng với lưỡi dài và dính, thích hợp để bắt côn trùng. Chân và ngón. Chân sau của cóc mạnh mẽ, thích hợp cho việc nhảy và đào bới. Ngón chân thường có màng mỏng giúp chúng bơi tốt. Hành vi và tập tính. Chế độ ăn cóc là loài ăn tạp, thức ăn chủ yếu của chúng là côn trùng, sâu bọ, run đất và các loài động vật nhỏ khác. Chúng bắt mồi bằng cách dùng lưỡi nhanh và dính để tóm lấy con mồi. Sinh sản, cóc đẻ trứng trong nước, thường là ao, hồ hoặc vũng nước tạm thời. Trứng nở thành nòng nọc, nòng nọc, sống dưới nước và trải qua quá trình biến thái để trở thành cóc trưởng thành. Hoạt động, cóc thường hoạt động vào ban đêm, hoạt động ban đêm, ẩn náu trong các hang, khe đá hoặc dưới lớp lá cây vào ban ngày chúng có khả năng đào bới và ẩn mình để tránh kẻ thù. Đặc điểm hình thể, cơ thể, cơ thể cóc ngắn và mập, da sần sùi với nhiều u nhọt. Da của cóc thường có màu nâu, xám hoặc xanh lá cây, giúp chúng ngụy trang trong môi trường tự nhiên. Kích thước, cóc có kích thước trung bình, thường từ 5 đến 15 cm. Trọng lượng của cóc thường từ vài chục gam đến hơn 100 gam, tùy thuộc vào loài và tuổi tác. Mắt và miệng Mắt cóc lớn và lồi, có màng nháy để bảo vệ mắt dưới nước miệng rộng với lưỡi dài và dính thích hợp để bắt côn trùng chân và ngón chân sau của cóc mạnh mẽ thích hợp cho việc nhảy và đào bới ngón chân thường có màng mỏng giúp chúng bơi tốt hành vi và tập tính chế độ ăn cóc là loài ăn tạp thức ăn chủ yếu của chúng là côn trùng sâu bọ run đất và các loài động vật nhỏ khác chúng bắt mồi bằng cách dùng lưỡi nhanh và dính để tóm lấy con mồi sinh sản cóc đẻ trứng trong nước thường là ao hồ hoặc vũng nước tạm thời trứng nở thành nòng nọc nòng nọc sống dưới nước và trải qua quá trình biến thái để trở thành cóc trưởng thành hoạt động cóc thường hoạt động vào ban đêm hoạt động ban đêm ẩn náu trong các hang khe đá hoặc dưới lớp lá cây vào ban ngày